cầu An Đông Bắc qua sông Dinh, nối An Hải, huyện Ninh Phước và phường Đông Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Cầu An Đông được khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 2015. Cầu đã hiện thực hóa ước mơ rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ sông Dinh của người dân địa phương. Địa điểm, cầu An Đông nối hai bờ sông Dinh tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Cầu An Đông được thiết kế vĩnh cửu với tải trọng thiết kế HL93, tần suất lũ thiết kế 1%, khổ thông thuyền cao 10,5m, rộng 80m, khổ cầu rộng 20m. Trụ cầu sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, cầu có 16 nhịp, gồm 11 nhịp giản đơn dầm Super T, 5 nhịp liên tục Echa do xe, thi công bằng công nghệ đúc hẳn cân bằng kết hợp dây văng. Hệ thống dây văng được lắp đặt qua 4 trụ tháp cao 14,5m tính từ mặt cầu. Cầu An Đông được khởi công ngày 19 tháng 5 năm 2011. Cầu An Đông có tổng mức đầu tư trên 1.327 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, tổng chiều dài 3,5 km, trong đó đường dẫn hai đầu cầu dài gần 2,5 km. Cầu chính dài gần 1,18 km, thi công bằng công nghệ đúc hẳn cân bằng kết hợp dây văng, đặt qua 4 trụ tháp cao 14,5m, do nhà thầu Hyundai Amco, Hàn Quốc. Thi công. Trong quá trình thi công, dù gặp một số khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, địa chất lòng sông khá phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động một khối lượng lớn các loại máy móc, thiết bị hiện đại và nhân công chuyên nghiệp làm việc 3 ca mỗi ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Cầu An Đông được khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 2015. Cầu đã hiện thực hóa ước mơ rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ sông Dinh của người dân địa phương, đồng thời công trình có vai trò, vị trí chiến lược trong giao thông, hạ tầng phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt tạo động lực cho phát triển kinh tế biển và du lịch. Fistfuls of rules.
believe, but you gotta care. Always care. I'm holding on and letting go. I'm holding on.